Hello các con vợ, lại là Phẳng đây. Công đã bao giờ thử nghĩ xem người giàu sẽ làm gì với tiền của họ hay chưa? Mua nhà, mua xe, shopping hay đầu tư hẳn sẽ là phương án tốt đúng không nào? Nhưng Công ạ, đấy chỉ là cách người giàu tiêu tiền thôi. Còn người siêu siêu giàu thì khác hẳn. Họ có cách dùng tiền điên rồ hơn rất nhiều. Bởi thứ duy nhất mà họ có là money. Nên hội tỷ phú của thế giới không ngại đốt tiền cho những thứ quái đản chỉ để cho vui. Muốn biết họ làm gì với gia sản triệu đô của mình thì phải để 10 vị tỷ phú sau đây dạy cho các ông thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ được mua bằng rất rất nhiều tiền. Let's go! Thứ 10. Warren Buffett. Mua cả một công ty để sa thải CEO. Thật khó để tin Warren Buffett lại nằm trong danh sách này bởi ông lão 90 tuổi này là người nổi tiếng với lối sống giản dị và tiết kiệm nhất trong hội tỷ phú. Nhưng không phải vì nghèo. Với khối tài sản 67 tỷ USD thì vị bô lão này đang là người giàu thứ tư trên thế giới. So với hội Richman thì đúng thật là Buffett có lối sống khá là khiêm tốn. Ông vốn sống trong căn nhà được mua từ những năm 50 của thế kỷ trước và không mua những đồ vật xa xỉ hay hào nhoáng. Thậm chí ông vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ sản xuất từ vài thập kỷ tới nay. Nhưng của ông giàu có này cứ vung tay lần nào là chết như nước cất lần đấy. Đỉnh cao là lần mua lại cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway, được Buffett công nhận là lần đầu tư ngu ngốc nhất ông từng làm. Chỉ bởi một pha cay cú với CEO của công ty này mà vị tỷ phú đã quyết định mua lại toàn bộ Berkshire Hathaway, chỉ để sa thải bộ máy quản lý và tự mình điều hành doanh nghiệp trong 20 năm tiếp theo. Warren Buffett ước tính, hành vi mang tính báo thù đã khiến ông tiêu tốn tới hơn 200 tỷ USD. Thứ 9. Sisu Chao cho tiền để tán con gái. Tỷ phú Hồng Kông Sisu Chao là chủ tịch của hãng bất động sản Chek Nang Holding, đã ra tuyên bố trả 64 triệu USD cho bất kỳ người đàn ông nào có thể giành được trái tim của con gái ông. Tưởng chừng đây là một điều dễ dàng, nhưng khổ nỗi kiều nữ Gigi Chao của vị đại gia này lại là một người đồng tính nữ. Nhưng dù vậy cũng chẳng thể ngăn cản được những anh chàng muốn làm rùa vàng, kể từ khi thông tin về vụ kén rể có 102 này lan truyền khắp thế giới. Những lời kết bạn, cầu hôn từ đàn ông tới tấp đổ về địa chỉ của cô gái 33 tuổi. Tuy nhiên, Gigi không hề bị lay động trước bất cứ ai. Sau đó, bởi vì mãi không tìm được ai, tỷ phú này phải tăng khoản tiền thưởng lên tới 180 triệu USD. Và đương nhiên tới nay, vẫn không có một chàng trai nào lo đưa vào mắt xanh của cô nàng này cả. Thứ 8. Hassanna Bolkiah, cắt tóc hết cả ngân khố. Quốc vương Brunei nằm trong danh sách 63 người giàu nhất trên thế giới. Nên đương nhiên hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng của Bolkiah phải luôn luôn chỉn chu hết mức có thể. Nhưng thật khó để tưởng tượng được, vị vua này đang đổ cả quốc khố của quốc gia lên quả đầu của mình. Hàng tháng Hassanna Bolkiah sẽ dành một khoản tiền không nhỏ vào khoảng 24.000 USD, tương đương gần 560 triệu đồng, chỉ để cải thiện kiểu tóc của mình. Quốc vương giàu có ấy sẽ chi khoản tiền khổng lồ đó để mời Modesto, thợ cắt tóc ưa thích của ông Bolkiah, từ London Anh sang Brunei. Thậm chí người đứng đầu Brunei đã thuê hẳn một khoang riêng hạng nhất trên máy bay có giá khoảng 9.000 bảng Anh chỉ để cho thợ cắt tóc có thể nghỉ ngơi mà không bị làm phiền. Thứ 7. Elon Musk đốt tiền cho điều không tưởng. Elon Musk đã chính thức vượt qua ông trùm Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất hành tinh trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Với khối tài sản hiện tại ước tính 195 tỷ USD, là CEO của SpaceX và Tesla, nhà sáng lập The Boring Company, OpenAI và Neuralink. Có vẻ như chẳng công nghệ tương lai nào không có dấu ấn của tỷ phú Elon Musk. Chưa kể, gã khổng lồ ngành công nghệ này còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhân vật chính Tony Stark trong bộ phim siêu anh hùng người sắt của Marvel nữa đấy nhé. Độ giàu quá thể đáng, nhưng không ai ngờ gã tỷ phú điên này sẽ tiêu tiền cho những thứ viễn tưởng khó mà thực hiện được. Lý tưởng của chàng tỷ phú này là được dọn nhà lên các vì sao. Cụ thể là muốn được định cư trên sao hỏa. Và thực tế, ông đã bán hầu hết những tài sản có giá trị để thực hiện mục tiêu chinh phục sao hỏa. Vị doanh nhân này đã ra bán rất nhiều căn nhà trong danh mục bất động sản trị giá gần 100 triệu USD của mình. Có vẻ như với CEO Tesla, hạnh phúc thật sự là khi nhân loại thoát khỏi trái đất và thuộc địa hóa sao hỏa chứ không phải sở hữu khối tài sản kích xù. Thứ 6. Awalid bin Tlaib sắm máy bay riêng. Hoàng thân Ả Rập Awalid bin Tlaib Ansar cũng là một người chơi ngông có tiếng trong giới tỷ phú. Với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD, một con số cực khủng để vị hoàng tử này chạy theo đam mê sưu tầm máy bay của mình. Bộ sưu tập của ông bao gồm những dòng máy bay như Boeing 747, Airbus 321, mới nhất chính là con Airbus A380. Được thiết kế lại theo sở thích và nhu cầu của vị hoàng thân giàu có. Sau khi mua Airbus A380 với quả giá siêu chát lên tới 380 triệu đô,
vị hoàng tử Ả Rập còn không ngại chi thêm 176 triệu đô để trang trí cho con chim sắt của mình. Trong đó có tới 60 triệu đô chỉ để dát vàng nội thất cho chiếc máy bay này. Tới thời điểm hiện tại, đây đang là chiếc thuyền cơ đắt nhất hành tinh. Siêu phi cơ được thiết kế có 2 tầng, bao gồm cả phòng hòa nhạc, một gara đủ chỗ cho 2 chiếc Rolls Royce, một chuồng ngựa, một chuồng lạc đà cùng một lồng nuôi diều hâu, cùng vô vàn tiện ích không khác gì một cung điện biết bay trên độ cao 12.000m. Thứ 5. Hoas Hughes thuê người bắt ruồi. Đúng là chúng ta đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Dù Hughes đã ngửi mùi đất từ lâu, nhưng nhìn lối chơi tiền của vị cựu tỷ phú này thì nhiều người vẫn phải trầm trồ. Nổi tiếng nhất trong số đó là Hughes từng thuê một đội ngũ với công việc duy nhất là bắt ruồi trong khu biệt thự của mình. Chưa dừng lại ở đó, khi còn trẻ, thương nhân giàu có này từng mua tới 87 chiếc máy bay kiểu cũ từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất để diễn trong bộ phim Hell's Angel do ông tham gia. Chỉ vì muốn quay cảnh máy bay cháy trong phim một cách chân thực nhất, cái kết là chỉ tính nguyên chi phí, bộ phim này đã ngốn tới 3,8 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó. Năm 1968, Hughes còn mua luôn sòng bạc Silver Slipper với giá 5,4 triệu USD. Chỉ bởi biểu hiện của sòng bạc này nhìn thẳng vào phòng khách sạn nơi ông đang nghỉ, ông lo rằng mình có thể bị chụp ảnh lén từ đó. Thứ tư, Stephen Cohen mua thi thể cá. Năm 2004, vị đại gia người Mỹ này đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài vì mua xác của một con cá chỉ để làm vật trưng bày cho ngôi nhà của mình. Tỷ phú Stephen Cohen cho rằng con cá mập hổ mà mình mua chính là tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất trên thế giới. Còn lại những người tới tham quan căn nhà thì không ai có thể hiểu con cá này có ý nghĩa gì trong căn biệt thự. Hay vị gia chủ này chỉ đơn giản là muốn tạo nét bằng vài nét chấm phá kinh dị. Việc bảo quản xác của em cá mập dài hơn 4 mét này đã tiêu tốn tới hơn 12 triệu USD, khoảng 280 tỷ Việt Nam đồng của Cohen. Nhưng với ông ta thì đây chỉ là tiền lẻ, nên ông tiếp tục mạnh dạn chi thêm tiền để đặt cơ thể của con cá mập hổ này trong một bể chứa đầy dung dịch kết hợp giữa rượu và hợp chất formaldehyde để tránh sự phân hủy. Thứ 3. Clive Palmer, khủng long và tàu Titanic. Ông trùm ngành khai khoáng người Úc là một fan siêu bự của bộ phim Công viên Kỷ Jura. Với ước mơ hồi sinh lại những công viên chứa những con khủng long tới từ thời tiền sử, và đương nhiên mơ ước của vị tỷ phú này nhanh chóng vỡ tan vì đây là việc làm bất khả thi. Nhưng kiên trì thực hiện giấc mơ là đức tính cần có của một tỷ phú. Nên Palmer đã mạnh dạn chi một núi tiền cho điều đó bằng cách xây dựng hơn 100 mô hình khủng long biết cử động ngay trong sân golf của mình. Chưa dừng lại ở đó, Palmer còn xây dựng một con tàu Titanic thứ hai với thiết kế không khác gì bản chính. Thứ hai, Jeff Bezos xây dựng tháp đồng hồ. Ngoài chuyện nổi tiếng vì là CEO của Amazon, trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới, Jeff Bezos còn được biết đến bởi thú tiêu tiền lạ đời của mình. Không ai biết lý do nào đưa vị tỷ phú này tới suy nghĩ chi một số tiền siêu lớn để xây dựng chiếc đồng hồ cao 152 mét và đặt tên nó là đồng hồ 10.000 năm. Đồng hồ của Bezos có khả năng cho thấy thời gian trong vòng 10.000 năm tới và được đặt nằm sâu bên trong một ngọn núi ở phía tây bang Texas, Mỹ. Dự án được khởi công từ năm 2018 và tỷ phú Bezos đến nay đã chi khoảng 42 triệu USD cho công trình này. Theo tạp chí khoa học công nghệ Popular Mechanics, chiếc đồng hồ của ông chủ Amazon sẽ chỉ kêu tích tắc mỗi năm một lần và đổ chuông một lần cho 1.000 năm. Thứ nhất, Bill Gates mua sách cổ. Bill Gates là một vị tỷ phú thích tiêu tiền nhất trong danh sách hôm nay. Ngoài bỏ ra số tiền cực khủng để tậu biệt thự, làm từ thiện, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates còn đầu tư 30,8 triệu USD để mua cuốn sách khoa học viết bằng tay của danh họa Leonardo da Vinci. Vào tháng 11 năm 1994, Bill Gates đã tiêu một khoản tiền tương đương 699 tỷ Việt Nam đồng chỉ để tậu về tập bản thảo viết tay có 72 trang, mang tên Codex Leicester của danh họa Leonardo da Vinci biên soạn vào đầu thế kỷ thứ 16 trong một phiên đấu giá. Vị tỷ phú này tin rằng tập bản thảo có giá trị lịch sử này nên được chia sẻ rộng rãi tới công chúng. Vì vậy, Gates đã cho scan và tạo thành hình nền máy tính trên gói dịch vụ phần cứng mở rộng Microsoft Plus để người dùng có thể thưởng thức. Chuyên mục hôm nay của Thế giới vàng tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye!